Dạ vâng, ngay trước màn hình của các bác đây là siêu phẩm VinFast VF5 đang có mặt tại showroom VinFast Hải Dương chúng em. Có rất nhiều bác khách hàng đang thắc mắc và đang lăn tăn giữa vấn đề là lên thuê pin hay là mua đứt pin của chiếc VinFast VF5 này. Thế thì theo cái suất đặt cọc tiên phong thì chúng ta sẽ bỏ ra là 1.600.000 đồng cho việc thuê pin hàng tháng và thuê pin cố định luôn nhé các bác nhé. Còn đâu nếu chúng ta mua đứt pin chiếc VinFast VF5 này, chúng ta chỉ bỏ ra có 80 triệu đồng và được bảo hành 7 năm. Pin sở hữu trên chiếc VinFast VF5 là pin LFP cực kỳ bền, có cái độ bền lên đến 40-55 cơ ạ. Thế thì ngày hôm nay Thành ô tô sẽ cho các bác biết là lên thuê pin hay là mua đứt pin trên chiếc VinFast VF5. Bây giờ chúng ta làm một cái phép toán đơn giản là 1.600.000 một tháng. Thì bình quân là các bác 1 năm 12 tháng thì chúng ta sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để chúng ta thuê pin, đúng không ạ? Nó sẽ ra con số cụ thể cho các bác ạ. Bây giờ 1.600.000 chúng ta nhân lên với 12 tháng thì tương đương là nhân với 10 đã là 16 triệu rồi. Thế cộng với thêm 3 triệu đó là 19 triệu. Thì cứ gọi là 20 triệu tiền thuê pin 1 năm đi. Như vậy thì 4 năm, hơn 4 năm một chút thôi. 4 năm khoảng tầm 2-3 tháng thôi là chúng ta đã có thể mua đứt được quả pin của chiếc VinFast VF5 này rồi. Trong khi việc mua đứt pin thì chúng ta vẫn được có cái tuổi thọ độ bền lên đến 30-45, thậm chí là 50 năm. Số lần sạc, 1.000 lần sạc thì chiếc xe VinFast VF5 này mới giảm cái gọi là cái độ chai pin ấy ạ. Nó từ 10-20% tùy vào cái mức chúng ta sạc các bác nhé. Đấy, như vậy thì sau 7 chiếc xe này chúng ta vẫn được bảo hành đến 7 năm về pin và bảo hành 7 năm về xe. Như vậy thì có một cái phép toán đơn giản em vừa tính cho các bác, thì chúng ta nên mua đứt pin cho chiếc xe VinFast VF5 này các bác nhé. Nên mua đứt pin ạ. Đối với VF5 thì chúng ta nên mua đứt pin, bởi vì chỉ có gói thuê pin cố định chứ không có gói thuê pin linh hoạt dành cho những người đi ít. Nên là việc chúng ta đi một tháng có 10 km chúng ta cũng vẫn mất 1.600.000, mà chúng ta đi 1.000 km hay là 10.000 km thì chúng ta cũng vẫn mất 1.600.000. Tuy nhiên thì với bỏ việc bỏ đứt mua đứt pin là 80 triệu ra, thì sau 8 năm chúng ta có thể thay được đến, nếu mà chúng ta thuê pin nhá, là chúng ta sẽ bằng cái người đi mua đứt pin ấy, người ta mua được 2 quả pin rồi, người ta mua được 2 quả pin luôn các bác nhá. Đây là cái câu chuyện là chiếc VF5 này chúng ta nên mua đứt pin để chúng ta tối ưu được cái chi phí sử dụng cho chiếc xe VinFast VF5. Thế thì VinFast VF5 hiện tại Thành ô tô đang có những cái suất đặt cọc tiên phong, giá lăn bánh xuống đường đối với lại gói thuê pin 1.600.000 đó ạ, thì sẽ là 425 triệu lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh. Tại thời điểm voucher 70 có giá là 61, còn đối với lại việc mua đứt pin sẽ là 505 triệu lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh, cũng tại thời điểm voucher mua nhà Vinhome 70 có giá là 61 các bác nhé. Em Thành ô tô thì hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu thì em Thành ô tô đều hỗ trợ được. Thế nên là các bác chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho em Thành ô tô thôi. Chúng ta bỏ tiền ra mua một con SH thì chúng ta hãy bỏ tiền ra mua ngay chiếc VinFast VF5 này để đỡ mưa gió nắng mưa tới mặt các bác nhé. Bởi vì là tiền trả góp chúng ta chỉ cần chuẩn bị bằng một chiếc SH thôi ạ. Đấy, chỉ cần chuẩn bị bằng một chiếc SH thôi ạ, chứ không tốn nhiều cái chi phí cho các bác đâu. Và trả góp số tiền trả hàng tháng nó chỉ từ 5-6 triệu đồng, 5-6 triệu đồng ạ, vay tối đa trong vòng 8 năm các bác nhé. Đấy, các bác nào muốn tư vấn cụ thể thì hãy liên hệ ngay với Thành ô tô. Còn bây giờ em xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.